Mua nick liên quân, Free Fire, PUBG siêu bài giá rẻ, truy cập ngay funnygame.vn. Hello, xin chào anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với Hỏi Đáp Gaming. Và mình thì vẫn là Toại, Tinh Tế. Và chúng ta sẽ đến với số tiếp theo, số thứ 140 anh em nhỉ, của cái series Hỏi Đáp Gaming. Mình làm với anh em cũng khá là lâu rồi. Và như thường lệ thì trong ngày hôm nay, Toại vẫn sẽ cùng gặp lại, cùng chia sẻ, cùng trao đổi với anh em những câu hỏi, những thắc mắc về game mobile, game PC, game console, những cái thông tin liên quan đến game, đến thế giới game xung quanh chúng ta và những cái câu chuyện, những cái tựa game rất là thú vị mà nhiều bạn đặt câu hỏi ra trong các số trước đây. Thì bây giờ Toại tổng hợp lại và Toại trả lời cho anh em nhé. Và cũng không để anh em chờ đợi lâu nữa, chúng ta sẽ bắt đầu luôn. Hôm nay cũng có một vài câu khá là thú vị và được nhiều anh em quan tâm đấy. Rồi, câu hỏi đầu tiên đến từ bạn có tên đó là Kachi Official. Rồi, bạn hỏi là anh ơi, tại sao có những chiếc gaming phone thường có chế độ kích hoạt, kích hiệu năng lên cao nhất? Vậy thì nhà sản xuất điện thoại đã tạo ra không gian trò chơi của điện thoại gaming như thế nào mà nó có thể ép con chip hoạt động ở mức cao nhất vậy ạ? Rồi, trước đây thì bản thân mình thấy là mình khá là may mắn. Bởi vì sao? Bởi vì mình được làm việc trong cái mảng công nghệ. Trước đây mình làm review công nghệ và mình cũng có rất là nhiều cái video review đánh giá mở hộp những chiếc gaming phone như là Flagship, Razer Phone, Asus, LG Phone hay là cả con Nubia Red Magic nữa. Khá là nhiều dòng smartphone gaming. Trước đây mình đã từng làm video review cho anh em trên cái kênh YouTube và công ty cũ của mình ấy, bên 24 giờ. Và đối với cá nhân mình thì gaming phone nó là một cái mảng tương đối là thú vị mà mình cũng có tìm hiểu. Tuy nhiên thì để trả lời cho câu hỏi này theo cái kiểu mà gọi là công nghệ luôn ấy thì nó tương đối là khó hiểu. Thành ra thì mình sẽ chia sẻ cho anh em một cái cách đơn giản nhất, nó dễ hiểu nhất và cho anh em có thể hiểu một cái nguyên lý hoạt động nó cơ bản nhất của những chiếc cái gaming phone này nó sẽ như thế nào nhá. Thì bản chất gaming phone nó cũng là một cái điện thoại bình thường, nó chả khác gì cả. Nó chỉ khác một chút xíu là các bạn dùng cái điện thoại đó các bạn chơi game thì nó có một số yếu tố nó phục vụ tốt hơn cho cái nhu cầu chơi game mà thôi. Và trong một số cái yếu tố đó thì như bạn Kachi có nói đó là con chip nó hoạt động, đúng không ạ? Thì cái con chip này thường các bạn sẽ nghe là con chip có xung nhịp là 2.2 GHz, 2.9 GHz hay là bao nhiêu đó, đúng không? Thì với những cái con chip này, thường những chiếc gaming phone này nó sẽ sử dụng con chip cao cấp nhất, chủ yếu là đến từ Qualcomm và Qualcomm Snapdragon 888 rồi là Gen 1 hay là trước đây có 855, 865 các thứ, đúng không ạ? Thì trong cái con chip đấy nó sẽ có những cái một vài cái xung là xung nhịp cao, một vài cái xung là xung nhịp thấp và một vài cái xung là xung nhịp vừa. Và khi chơi game thì sao ạ? Nhà sản xuất sẽ làm sao mà để nhận diện cho cái điện thoại đấy, nên nhận diện là khi các bạn mở một cái app game lên thì cái điện thoại sẽ thấy là người dùng đang mở cái app game, đúng không ạ? Một cái trò chơi lên thì cái con chip nó sẽ hoạt động ở cái xung nhịp cao nhất, nó sẽ boost cái xung lên ở mức cao nhất để làm gì? Để các bạn chơi game mượt mà hơn, đó, mạnh mẽ hơn, cao cấp hơn, đúng không? Khi đó nó sẽ xảy ra một số cái vấn đề nữa, đó là gì ạ? Đó là nóng máy và tốn pin, đúng không ạ? Thì những cái chiếc gaming phone này người ta cũng sẽ tối ưu làm sao mà cho cái việc đó là tản nhiệt nó tốt hơn những chiếc điện thoại bình thường. Bởi vì các bạn thấy là những chiếc điện thoại bình thường ấy, người ta cố gắng làm sao cho nó mỏng nhất, đúng không ạ? Nhẹ nhất có thể. Thì những con gaming phone này nó thường hơi dày hơn một tí, hơi hầm hố hơn một tí, và thậm chí nó có những cái chi tiết giúp cho điện thoại nó tản nhiệt tốt hơn ở mặt lưng, ở hai bên, đúng không? Đấy. Và còn vấn đề về pin thì những chiếc gaming phone này nó cũng có cái dung lượng pin nó cao hơn những chiếc điện thoại thông thường. Thông thường nó khoảng tầm là trên 5.000 mAh anh em nhé, những chiếc gaming phone này. Đấy. Bên cạnh đó nữa thì những chiếc gaming phone này nó còn một cái yếu tố đó là tần số quét màn hình thông thường sẽ là khoảng tầm 120Hz trở lên để đảm bảo các bạn chơi việc là chơi game nó mượt mà khi bạn thao tác trên màn hình đấy. Còn về vấn đề cái con chip như bạn nói thì mình có chia sẻ đó là cái điện thoại người nhà sản xuất đã cài những cái phần mềm trong đấy và cái điện thoại nó sẽ tự động nhận diện là khi các bạn chơi game thì nó sẽ boost cho cái xung nó cao lên. Ngoài ra có một cái yếu tố nữa mà không nhiều nhưng nó vẫn xuất hiện, đó là các cái nhà sản xuất gaming phone tương tự ví dụ là dòng Black Shark của Xiaomi, đúng không ạ? Thì họ hợp tác với trực tiếp các công ty game luôn. Ví dụ là trước đây anh em nghe là Black Shark họ hợp tác với Tencent để làm ra cái con là Xiaomi Black Shark nó chơi game tốt hơn những sản phẩm game của Tencent. Thực ra nó hợp tác thế thôi chứ một nửa trong đấy là chủ yếu là làm về truyền thông, làm về thương hiệu, làm quảng cáo, hai bên đôi bên win-win cùng có lợi, đúng không? Tuy nhiên nó vẫn có những cái là tối ưu tốt hơn cho những cái tựa game của Tencent, những cái tựa game mà được hợp tác với cái nhà sản xuất này.
thì đấy là cái nguyên lý hoạt động của gaming phone. Mình giải thích một cái cách cơ bản nhất và nó dễ hiểu nhất, bởi vì nếu như mình trả lời theo cái kiểu công nghệ các bạn rất là khó hiểu nhá. Thì bạn hiểu đơn giản là gaming phone nó là như thế thôi. Nó cũng là điện thoại bình thường, chẳng qua là nó có một số cái yếu tố nó phục vụ tốt hơn cho cái nhu cầu chơi game mà thôi nhá. Rồi, anh em chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ hai, cũng là một câu hỏi rất là hay. Câu hỏi của bạn có tên đó là Nguyễn Nam Bế Khanh. Rồi bạn này lên sóng khá là nhiều lần rồi này. Em quen gọi là anh rồi, em xin 207. 207 là thua mình 13 tuổi nhá. Cho em hỏi hai câu. Thứ nhất là Valorant Mobile thì em thấy là có bản Close Beta ở Trung Quốc. Đúng rồi, có bản Close Beta ở Trung Quốc vào đầu tháng 4 vừa rồi, mùng 7 tháng 4. Vậy đến bao giờ thì sẽ phát hành ở thế giới và do ai phát hành ở Việt Nam vậy anh? Còn câu thứ hai muốn hỏi là tại sao mà Garena Free Fire hợp với Liên Quân hợp tác với Yomos Queen? Vậy hợp tác này thì em thấy là có lợi. Hợp tác này thì có lợi chứ em thấy là người dùng lỗ nặng. Rồi, ai có lợi đúng không? Ok, hai câu. Cái đầu tiên thì mình có chia sẻ một cái video gần nhất, đó là về cái việc là Valorant Mobile đã có cái phiên bản test kín, hay anh em vẫn dùng một cái từ thuật ngữ gọi là Close Beta, đúng là ở Trung Quốc, và cái phiên bản này thì nó không có lộ ra ngoài. Chỉ một cơ số ít người dùng chuyên nghiệp họ được tham gia cái bản test này thôi, và có một vài cái video được leak ra thì mình cũng đã làm video giới thiệu cho anh em rồi. Vậy đến bao giờ nó sẽ được phát hành trên toàn thế giới và do ai phát hành ở Việt Nam? Thông thường, mình gọi là thông thường anh em nhé, theo cái quy luật phát hành game thông thường ấy, khi mà một cái phiên bản Close Beta là test kín thì sau đó khoảng tầm 1 đến 2 tháng đến 3 tháng sau sẽ là đến Open Beta, gọi là test mở ấy. Đó, test mở là gì? Tức là cho những người dùng, một cái cơ số người dùng to hơn, nhiều hơn được tham dự vào cái bản test này, và cái bản test Open Beta thường nó đã fix những cái lỗi ở Close Beta trước đó rồi ha. Cái server nó mở to hơn cho số lượng người chơi lớn hơn. Thì bây giờ chúng ta vẫn chưa có Open Beta anh em nhé, chưa có Open Beta trong Valorant Mobile. Thế nên là chúng ta phải đợi Open Beta đã. Còn nếu như mà được ra mắt trên toàn thế giới ấy, tức là chúng ta gọi là bản official, bản global, thì sớm nhất, mình gọi là sớm nhất sẽ phải là tầm cuối 2022 đến đầu 2023. Đó là theo dự đoán của mình nhé. Bởi vì mình dự đoán này, mình thấy là khoảng tầm quý 3 2022, tức là tháng 7, tháng 8, tháng 9 thì chúng ta mới có khả năng là có Open Beta. Thì sau cái Open Beta thì mình nghĩ là phải tầm tháng 12 hoặc là đầu 2023 thì chúng ta mới có cái phiên bản chính thức của Valorant Mobile bản Global. Và nếu như về Việt Nam thì nó cũng sẽ là tầm thời điểm đấy, đầu 2022 đến giữa, đầu 2023 đến giữa 2023 thì chúng ta mới có bản ở Việt Nam anh em nhé. Còn ai sẽ phát hành ở Việt Nam thì cái này chúng ta chưa biết, bởi vì nó phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố. Giấy phép phát hành, cái việc là mua bản quyền, ai sẽ là người mua, ai sẽ là người trả giá cao hơn, hợp đồng giữa hai bên các thứ. Nhưng mà quan điểm cá nhân mình thì mình dự đoán khả năng cao sẽ là VNG đấy. Còn tại sao VNG thì mình sẽ có một cái video cụ thể hơn, mình sẽ phân tích cho anh em. Còn cơ bản anh em trước thấy vừa rồi thì những cái sản phẩm game tốt nhất của Riot như là Tốc Chiến này đúng không, hay là chúng ta có đó là Huyền Thoại Runeterra này đúng không, hay là Valorant bản PC đều do VNG phát hành cả. Thế ra cái bản mobile này mình sẽ có một cái phân tích rõ hơn, nó ai sẽ về, khi về Việt Nam thì ai sẽ phát hành anh em nhé. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi cái ý thứ hai của bạn này, đó là cái việc hợp tác những cái tựa game của Garena với các cái thương hiệu khác thì ai là người có lợi? Thì tất nhiên rồi, nhà phát hành có lợi, cái đơn vị hợp tác đấy sẽ là người có lợi. Và bạn bảo là em thấy người dùng lỗ nặng thì thực ra người dùng chả lỗ gì cả, đúng không ạ? Bản chất chúng ta là những người chơi game, và khi mà những sự kiện hợp tác này nó diễn ra thì nó sẽ có những cái gì ạ? Có những cái sự kiện, có những cái event ở trong game, có những cái bộ skin, có những cái trang phục, hay là có những cái sự kiện nạp thẻ gì đó. Và cái quyết định cuối cùng nó vẫn là của bạn. Bạn thích thì bạn mua, bạn thích thì bạn nạp, bạn không thích thì thôi. Chả ai ép các bạn phải chơi gì cả, đúng không? Mình ví dụ là với PUBG Mobile của VNG chẳng hạn, của Tencent các kiểu chẳng hạn, thì họ vẫn hợp tác với Godzilla này, đúng không? Họ vẫn hợp tác với nhiều cái thương hiệu khác thì nó vẫn bình thường. Nó vẫn có những cái chế độ hợp tác, có những cái chế độ classic. Bạn thích thì bạn chơi, bạn thích thì bạn nạp thẻ, bạn thích thì bạn mua cái skin, cái trang phục đấy, bạn không thích thì thôi. Chả ai ép các bạn phải mua cả. Thành ra nó sẽ không có câu chuyện là ai lỗ, không? Nó chỉ có câu chuyện là nhà phát hành và cái đơn vị hợp tác bên kia, người ta được lợi về mặt có việc là làm, có thêm tiền, hoặc có thêm cái content, hoặc được mở rộng cái thương hiệu của họ ra, thì đấy là người được lợi. Mình thấy là chả có ai lỗ cả. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ ba, cũng là một câu hỏi rất là hay. Câu hỏi của bạn có tên đó là Chí Tuấn Lâm. Bạn hỏi là anh ơi, tại sao cái tựa game nó là Bullet Angel Mobile
game bắn súng FPS giống CS tuy đã ra mắt chính thức khá lâu ở thị trường nước ngoài nhưng mà chưa ra mắt tại Việt Nam, hay là nhà phát hành đang chờ xin giấy phép phát hành tại Việt Nam ạ? Mong anh giải đáp. Rồi, có rất là nhiều cái câu chuyện là một cái tựa game các bạn thấy là nó hay, nó ra mắt ở những cái thị trường Trung Quốc, thị trường nước ngoài, và bạn nghĩ là cứ ra mắt ở thị trường đấy thì sẽ về Việt Nam. No, nó không phải. Thực ra thì một cái tựa game nó về Việt Nam chính thức hay không ấy, nó không phụ thuộc, đầu tiên nó không phụ thuộc vào câu chuyện đó là giấy phép phát hành các thứ đâu, mà nó phụ thuộc vào điều quan trọng nhất, đó là nếu như mà nhà phát hành họ mua bản quyền cái tựa game đấy, họ về Việt Nam họ phát hành ra thì được bao nhiêu người chơi, người ta có thu được lợi nhuận hay không, người ta sẽ lời hay người ta sẽ lỗ ha. Hoa vốn và lỗ không bao giờ người ta làm, chỉ có lời và lời thật nhiều thì người ta mới làm thôi, lời ít ít thì người ta cũng không nhập luôn, không phát hành luôn. Đấy, làm gì cho cực đúng không? Làm game hay làm bất kỳ một cái lĩnh vực gì khác thì nó đều là kinh doanh, và đã là kinh doanh thì mình nói với anh em cái câu chuyện đó là tiền là lợi nhuận đặt lên hàng đầu nhá. Đối với cái tựa game là Bullet Angel Mobile này thì mình thấy đó là cái gameplay của nó cũng được. Thực ra cái lúc nó ra nước ngoài thì mình định làm video cho anh em rồi, nhưng mà mình thấy nó cái việc đó là cái đồ họa, nhất là cái đồ họa này, cái phần animation chuyển động, hiệu ứng máu, hiệu ứng súng đạn các thứ, cái kho vũ khí, rồi là vài cái tính năng ví dụ như là đang bắn súng và chạy vào một góc nhảy các thứ để hồi máu các thứ, thì mình thấy nó không work, nó không hay, nó lạ thôi chứ nó không hay. Và mình nghĩ là nếu như mà có về Việt Nam thì cũng không có nhiều anh em chơi đâu, ra đợt đấy mình cũng không làm video luôn. Và mình thấy là rõ ràng đứng trên cái quan điểm của một người từng làm công ty phát hành game thì mình thấy là nếu như mà nhập con game này về thì cũng không có một cái cộng đồng người chơi đủ lớn để người ta có lợi nhuận. Thành ra mình nghĩ là việc là cái tựa game này nó sẽ không về Việt Nam đâu, chứ nó không liên quan đến cái câu chuyện là giấy phép phát hành gì đâu anh em nhé. Đó là quan điểm cá nhân mình thôi. Còn tất nhiên sẽ có những anh em thấy là không, em thấy game là nó hay với em, thì tất nhiên nó có thể hay với bạn nhưng nó không hay với người khác. Và với cá nhân mình thì nó có một số điểm nó hơi giống CS, nhưng mà để thực sự để so với Crossfire Legend ấy, nó còn thua xa nhá. Rồi, hôm nay nhẹ nhàng thế thôi anh em nhá. Và chúng ta vừa kết thúc cả số 40 của series Hỏi Ra Gaming. Và nếu như anh em có bất kỳ những câu hỏi nào, những thắc mắc nào, thì ném vào bên dưới mỗi video nhé, bằng cách là comment thật là nhiều những cái thông tin, những cái ý kiến, những câu hỏi thực sự là thú vị. Và Toại sẽ để cho anh em được lên sóng trong các số tiếp theo. Và mình hy vọng anh em sẽ nhận được nhiều cái giá trị kiến thức trong mỗi video Hỏi Đáp Gaming của mình. Nếu anh em thấy hay có thể là cho mình một like, một share và một subscribe. Chúng ta sẽ tiếp tục gặp lại nhau trong các video tiếp theo. Bye bye. Đừng quên nhấn subscribe để ủng hộ Toại tinh tế và theo dõi các thông tin game mới nhất nhé.